giới thiệu với anh, đây là xe Kia K165 đời 2016, đăng ký tháng 8 2016, xe mới chạy được có 6.245 cây, xe còn nguyên zin. Dạ, quay rồi. Dạ, quay để gửi cho khách anh. Đây nội thất cabin. Đó. Đây là còn zin đó. Còn zin hết 100%, xe mới chạy có 6.245 km. Hầu như là zin hoàn toàn luôn. Nội thất xe có máy lạnh luôn. Đó. Ở đầu cabin, các bạn thấy cái trần tắp lô không một vết gì hết. Đó. Xe nó mới chạy được tổng cộng là 6.245 km, đầy đủ mùi thuốc, radio, cassette, nhạc. Đó. Xe nguyên zin. Đây là giấy tờ xe luôn. Xe của xe Taco 2016. Thùng mui bạt. Bình mới, giỏ sơi cua là chưa có chạm đất, chưa có tháo luôn. Rồi, sách xi. Rồi, giỏ. Bù lông ống kích này là chưa có mở luôn. Giỏ. À, đây là thùng. Thùng đó, à, còn nguyên zin luôn. Thùng trong ngoài. Đó, nguyên zin. Đó, đây là cái sàn. Nguyên tử nguyên si. Đó. Đó. Zin thì trong ra ngoài. Vỏ sơ cua này chưa chạm đất luôn, nó mới chạy có 6.245 km à. Xe hầu như là chùm màn đắp như mới, đây là gầm xe. Đó. Đây là tổng thể của xe đây. À. Vỏ bên bên tài. Tất thì nhỏ như xe còn như mới, chưa có chạy gì hết. Trước bên tài đây còn nguyên gai, bức sơn còn nguyên zin luôn. Cái này là K165 đời 2016, tắp lô tắp bi còn mới nguyên, chưa có tháo bất mọi chi tiết ở đây. Nguyên si. Xe nó mới chạy có 6.245 km.